Xin chào anh em nhá. Ngày hôm nay mình lại quay lại gặp anh em đây. Và anh em có thể nhìn thấy trên bàn hiện tại của mình đang có rất là nhiều những chiếc iPhone cũ và rất là nhiều các máy khác nhau nhá, không phải là một máy như mọi lần nữa. Mọi lần mình đã làm cho anh em cách hướng dẫn anh em cách đi mua một chiếc iPhone XS Max này, một chiếc iPhone 6S này, một chiếc iPhone 7 Plus này. Mình làm rất là nhiều máy cho anh em, hướng dẫn chung cho anh em để anh em đi xem máy, để em mua máy có thể là những chiếc máy chuẩn nhất. Và mình phải nói thật với anh em là trong đợt Tết và đợt sau Tết này thì mình đã đón rất là nhiều khách đến với bên mình để mua máy. Và anh em đã áp dụng những cách như mình hướng dẫn và có những cách gọi riêng của anh em nữa. Nhưng mình làm video này thì để mình nói cho anh em biết, mình đã đúc kết được rất là nhiều anh em đến cùng mình trải nghiệm những cách test. Thì rất là nhiều anh em có những cái bước test sai lầm, những bước test sai lầm có thể xảy ra những hậu quả nghiêm trọng ấy. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này thì để mình nói, để mình hướng dẫn anh em lại và mình nói rõ cho anh em những cái bước sai lầm của anh em là như thế nào nhé, để đưa ra những cái mà cho anh em được test an toàn và chuẩn nhất có thể. Thì đầu tiên có rất là nhiều cái sai lầm của anh em. Thì đầu tiên mình sẽ nói luôn, anh em đi mua máy bao giờ là cũng muốn rất là muốn được mình mua được một chiếc máy cũ nhưng mà hình thức rất là đẹp, đúng không? Thì việc đầu tiên mà anh em dễ mắc phải đó là về hình thức. Bao giờ anh em cầm trên tay anh em rất là muốn hình thức đẹp, đúng không? Nhưng đẹp ở đây là như nào? Đối với những chiếc máy iPhone 7 Plus đổ lại anh em nhé, là lưng là bằng kim loại này, lưng bằng kim loại này, thì anh em không nên tìm được những chiếc máy có hình thức long lanh, quá là long lanh. Thì rất là nhiều anh em đi mua máy, ví dụ đây là trên tay mình có đang có một chiếc 6S Plus ở đây này, thì rất là nhiều anh em đi mua máy thì lại tìm những chiếc máy rất là long lanh thì anh em mới mua. Đó là anh em mua một chiếc máy đổ ở một chiếc 6S Plus rất là đẹp long lanh. Thì bây giờ mình nói thật với anh em là iPhone 7 Plus nó đang là cách đây 3-4 năm rồi, 6S Plus cũng như vậy. Thế nên là anh em đòi hỏi được những chiếc máy mà đẹp long lanh thì không có đâu nhé. Thế nên là anh em, cái sai lầm của anh em nhất là đi những như mua những chiếc máy kim loại với hình thức đẹp long lanh, là đấy là cái sai lầm đầu tiên. Chúng ta nên chọn những chiếc máy thực đúng niên hạn sử dụng. Ví dụ ở đây là mình có chiếc 6S Plus này hay là một chiếc 7 Plus màu đỏ 128GB này, là sử dụng tầm khoảng 2 năm rồi, chiếc máy này sử dụng tầm 3 năm rồi, thì nó phải cũ như này nhá. Đẹp ok 99% là anh em có thể nhìn thấy nó không bị móp các góc này. Đó. Nhưng nó phải có cái sử dụng ảnh hưởng rồi. Ví dụ như ở đây mình có xước một chút này. Cái vỏ nó không được còn bóng bẩy nữa này. Đấy, nó bị lì lì một chút này, anh em có thể nhìn nghiêng nghiêng không? iPhone 7 Plus nó rất bị này luôn. Đó. Như 6S Plus thì chúng ta có thể bị sóc sơn. Đây ví dụ như nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới này, mình có bị một số vết này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy một số vết chóc sơn ở mép này không? Đó, thì nó mới là chuẩn nhá, nó mới là vỏ zin. Còn trường hợp anh em đi mua và anh em đòi hỏi long lanh quá ấy, đối với một chiếc 6S hoặc một chiếc 6S Plus ấy, nếu mà đẹp quá thì mình khẳng định với anh em luôn, rất dễ bị thay vỏ. Kể cả người ta có để trong kho, người ta có để bọc cẩn thận thì 6S Plus nó vẫn bị chóc sơn một chút, hoặc là anh em thấy vẫn có vết cũ cũ một chút rồi. Chứ nếu anh em đi mua 6S Plus, đấy là cái sai lầm đầu tiên mà anh em dễ dính phải. Đó, chúng ta lưu ý lại là sai lầm đầu tiên anh em dính phải là vỏ đẹp long lanh, là đối với những chiếc máy vỏ kim loại anh em rất dễ dính phải là hàng thay vỏ. Còn đối với những chiếc máy như là iPhone 8 Plus trở lên ấy thì nó khó hơn. Đấy, ví dụ như iPhone X này hay XS ở đây nhá. Thì ok, rất là đẹp, rất là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mình vẫn lưu ý với anh em lại lần nữa này, đẹp nhưng phải sử dụng rồi nhé, đúng là sử dụng rồi. Mình không nói đến trường hợp máy trả bảo hành hay không nói đến trường hợp máy dùng lướt, mà máy đang nói máy cũ ở đây. Thì anh em lưu ý là chân sạc có dùng rồi này. Đấy, xước xước một tí chân sạc này là chuyện bình thường nhá, không nên chọn long lanh quá. Long lanh quá rất dễ dính phải. Trường hợp anh em đi mua máy mà ví dụ như người ta quảng cáo XS còn bảo hành hay XS Max còn bảo hành đấy, thì đó là người ta sử dụng rất là ít. Đây mình có một chiếc iPhone XS Max là còn bảo hành đấy nhá. Thì những chiếc máy này chân sạc rất là sạch hơn một chút này, anh em thấy không? Đấy, nhưng mà anh em có thể thấy là vẫn có những cái bụi, vẫn có những bụi đã sử dụng ở đây, là chuyện bình thường nhá. Đây những chiếc còn hành là như nào, là những chiếc còn ít, rất sử dụng rất là ít. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn một chút đó, tí mình sẽ nói rõ hơn một chút nhá. Anh em đi mua máy hình thức và các thứ, anh em có thể soi, có thể soi cái việc mà máy này nó kích hoạt bao nhiêu lâu rồi, kích hoạt 2 năm hay kích hoạt 1 năm, nhưng mà cái tỷ lệ của nó quá đẹp ấy thì cũng khó lắm. Thời gian sử dụng sạc pin rất là nhiều, tỷ lệ nó quá đẹp thì cũng rất là khó, đúng không anh em? Thế nên ấy là chúng ta nên chọn cho mình một chiếc máy, mà nó đã bị nhiều thời gian sử dụng, là nhiều sạc nhiều rồi, thậm chí là rất sợ là trường hợp thay pin, đúng không anh em? Rất là dễ dính trường hợp thay pin đối với chiếc máy này. Nhưng cũng phải có cả quá trình là sử dụng rồi anh em nhé, phải số một tí. Còn những chiếc máy mà lưng kính này, mình nói lại nữa, những máy lưng kính này phải đẹp thì không sao. Đấy, những chiếc máy lưng kính bây giờ vẫn có những chiếc máy rất là đẹp. Trường hợp mà để test kích hoạt được bao nhiêu lâu ấy thì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn nhá. Anh em cứ theo dõi clip này của mình sẽ nói rõ hơn là kích hoạt bao lâu, sẽ có một cách test rất an toàn. Bởi vì là cách test kích hoạt cũng rất là nhiều anh em dính phải cái lỗi mà mình cảm thấy rất là nguy hiểm, cái rất là nguy hiểm nhất luôn. Đó, tí mình hướng dẫn anh em cái này an toàn, anh em cứ xem clip rồi nhá. Đấy, đó là về cái hình thức. Còn bây giờ tiếp nữa là chúng ta sẽ nói về pin. Cái này rất là nhiều anh em dính này. Đây, mình phải nói thật với anh em một điều là như thế này.
cái pin của những chiếc máy ví dụ như 7 Plus đổ lại ấy, thì bây giờ là khả năng là bị thay nhiều. Thế nên là bao giờ cũng sẽ là 100%. Đã bị thay là bao giờ 100%. Anh em hiểu này, người ta đã dùng cũ rồi ấy, để được pin 100% nó khó lắm. Người ta đã dùng có giữ gì đến mấy thì người ta vẫn dùng và người ta vẫn xả, người ta vẫn sạc, người ta vẫn dùng, người ta vẫn xả, người ta vẫn sạc thì pin nó bị chai là chuyện bình thường. Đấy anh em nhìn thấy không? Đây là một chiếc iPhone 7 Plus còn nguyên zin. Pin nó phải còn 82%, bởi vì sao? Bởi vì dùng lâu rồi mà. Dùng lâu chuyện không bị chai pin như cái trường hợp này thì không có đâu. Đây là chắc chắn một điều là sói vào lớp là mình đã bị thay pin rồi. Thì pin nó còn 100% rồi nhá. Đấy, với những chiếc máy này thì mình không nói rồi. Còn xa XS và XS Max thì sao? Rất là nhiều anh em bây giờ đang muốn chọn cho mình một chiếc máy cũ nhưng pin phải là 100%, đúng không? Nhưng một chiếc máy cũ pin 100% thì khó lắm đấy nhá. Đây mình có một chiếc máy Line New đấy nhá, mình có ghi mã Line New này. Đấy, hình thức rất là đẹp đúng không anh em? Hình thức vô cùng đẹp luôn. Mà mình đã từng làm cái video hướng dẫn anh em cách mua một chiếc máy này đấy. Rất là đẹp nhá. Nhưng mình phải nói thật với anh em nhá. Pin của mình vẫn bị chai. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này. Chiếc máy này hiện tại của mình đang hết bảo hành trên hệ thống rồi và pin chỉ còn 96% thôi. Nhiều người đi mua, nhiều anh em đi mua chiếc máy này và không thích, muốn một chiếc máy có pin 100% cơ. Mình phải nói thật nhá. Cái này cái sai lầm cũng khá là nghiêm trọng, bởi vì là nếu anh em muốn pin 100% ấy mà mấy chiếc máy đã hết bảo hành ấy, thì mình khẳng định với anh em luôn đã bị thay pin rồi. Khẳng định anh em luôn nhá, đã bị thay pin rồi, bởi vì đã nguyên zin là phải pin zin và pin zin đã là máy cũ thì phải chai chứ đúng không anh em? Đã phải chai, chai mất ít hay nhiều thôi. Đây, mình có một chiếc máy đã sử dụng rồi nhưng mà chiếc máy này còn bảo hành nhá. Cụ thể thì khả năng là bảo hành đến khoảng tháng 8. Nó không hiện thị đây nhưng mình tí mình sẽ hướng dẫn anh em có thể tra là khả năng sẽ còn bảo hành đến tháng 8 năm 2020. Thì nhiều khả năng là chiếc máy này pin sẽ bị chai ít này. Đây. Đấy, chiếc máy là sẽ còn 100%. Chúng ta có thể cắm vào máy tính để xem cụ thể là nó chai, nó sạc bao nhiêu lần. Cũng là một cái phương án. Nhưng nếu mà cái máy đã hết bảo hành ấy là khả năng sử dụng trên 1 năm rồi ấy, anh em cứ lưu ý là tốt nhất là cứ lên chọn cái máy nó chai pin một chút ấy, bởi vì là khả năng những chiếc máy đấy là pin chuẩn nhá, không bị thay pin. Đây là anh em có thể nhìn thấy mình có một chữ X ở đây nhá. Đó, chuẩn zin. Đấy là pin chúng ta có thể nhìn thấy cũng còn 93 này. Đấy, XS Max thậm chí XS Max là 96 nhá. Đây là một chiếc XS này, Line New nhá. Đó, bởi vì là trường hợp anh em tìm được những chiếc máy mà đã hết bảo hành ấy, đã trên 1 năm ấy mà pin đây, XS thậm chí còn pin còn 86 anh em này. Đấy, nhưng chiếc máy này mình khẳng định anh em là còn nguyên zin áp suất còn đấy nhá. Đó, mà anh em tìm được những chiếc máy mà đã hết bảo hành một thời gian pin 100% thì rất là khó. Mình phải nói thật là không phải là không có, có thể có nhưng rất là khó nhá. Rất là khó luôn, bởi vì là người ta kích hoạt xong người ta vẫn đấy hay sao? Chẳng nhẽ người ta không dùng à? Ờ, cũng có trường hợp đấy, có thể có trường hợp là bị làm sao đó mà hết bảo hành trên hãng, nó không bảo hành nữa mà đã hết bảo hành trên hệ thống rồi. Nhưng vẫn pin là 100% cũng có thể xảy ra. Nhưng mà để an toàn, để cho anh em an toàn nhé, bởi vì cái sai lầm của anh em cứ thích chọn 100%. Thế nên là nhiều khi anh em vẫn dính phải cái máy bị thay pin. Hoặc là cái máy đấy là một chiếc máy dựng. Anh em nhé, một chiếc máy dựng là như nào, người ta thay pin lắp pin mới, máy chưa hết bảo hành, rất là đẹp, hình thức rất là đẹp, nhưng chiếc pin đấy là pin mới mà không phải là pin pin của hãng, không phải là pin xịn theo máy. Chúng ta cắm vào trên hệ thống, chúng ta kiểm tra là cái chiếc máy đấy sản xuất rất là lâu rồi. Chúng ta kiểm tra cái thời gian kích hoạt của nó. Mình sẽ có một cái cách hướng dẫn cho anh em biết, thì anh em cứ xem một clip nào mình hướng dẫn anh em biết là hết bảo hành là chúng ta vẫn check được cái thời gian kích hoạt là như nào. Nhưng mà lại pin lại vẫn còn 100%, chỉ sạc một hai lần rất khó trường hợp xảy ra. Trừ trường hợp cái mã đấy là mã trả bảo hành nhá. Đây, mã trả bảo hành nó sẽ khác như này anh em này. Anh em có thể vào cài đặt chung này. Anh em có thể vào phần giới thiệu này. Thì các em có thể nhìn thấy số máy đấy nhá. Số máy ở đây kiểu số máy là MT này, chữ M ở đầu là hàng. MT M ở đầu ấy thì là hàng thương mại bình thường thì bao giờ có chữ M ở đầu. Còn nếu mà có chữ N ấy thì nó là hàng. Chữ N ấy thì là hàng trôi bảo hành thì hàng đấy là có thể hết bảo hành và pin 100% nhá. Và có chữ F là hàng CVO, cũng là hàng hết bảo hành và pin là 100% nhá, anh em lưu ý như vậy. Thế nên là nếu mà chữ M thương mại bình thường mà hết bảo hành và pin mà còn 100% thì trường hợp rất là hiếm nhá. Trường hợp đấy anh em rất dễ sai lầm dính vào những chiếc máy là đã thay pin, thậm chí là những chiếc máy là dựng lại và đã được thay pin mới. Đấy, đấy là cái sai lầm thứ hai anh em về hình thức và về pin. Và cái sai lầm thứ ba của anh em ấy là cái sai lầm về áp số kế. Áp số kế mình phải nói thật với anh em này, thực tế ra mình nói ngày trước là mình rất là tin nó, bởi vì nó sẽ sử dụng được ở trên một chiếc iPhone 7 Plus. Đây, mình sẽ có một chiếc iPhone 7 Plus này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy không? Áp số kế, đây là một phần áp số kế nhá, là chúng ta có thể test được này. Đấy, là ấn này. Đấy, và nó có thể nhảy. Đấy, nó nhảy lên 7 nhá. Là anh em cứ nghĩ là áp suất nó còn nguyên. Nhưng mình được biết khi mà mình bán hàng cho khách hàng ấy, thì có khách hàng mua chụp của mình có iPhone X, mình hay nhớ là hồi đấy là mình bán iPhone X mới 100%, giống như trường hợp 11 Pro Max bây giờ ấy. Thì khách hàng nó có cài cái áp số kế nào về mà không dùng được.
Đầu tiên là mình cũng sợ chứ, mình cũng sợ tại sao cái máy mới của mình là áp số kế nó không chạy được. Thì về sau mình có cầm nó Apple để mình hỏi ấy. Thì hồi đấy là mình ở Hải Phòng mà Apple nó ở 106 Tôn Đức Thắng, bây giờ nó chuyển về ngôi đường Ngô Tự ấy. Thì là Apple bảo là cái áp số kế là một phần mềm ngoài và người ta không tin cái này, chính hãng người ta không cho phép được những cái này, người ta không tin là phần mềm này có thể chuẩn được hay không. Thế nên iPhone X trở lên là không dùng được nữa rồi đấy. Chính vì thế là mình đã cài thử ở trên những chiếc iPhone X Max đây nhở, anh em có thể ấn thoải mái này, là trên những chiếc Max không dùng nữa rồi, thậm chí trên những chiếc iPhone X đấy là cài phần mềm áp số kế là không dùng nữa rồi. Rất là nhiều anh em thì có cách test thủ công, đó là tháo cái sim và thổi vào. Thực ra cái test đấy rất là chuẩn đấy, cái test đấy là đúng là áp suất là còn nguyên, nó rất là kín và chúng ta sẽ thổi không được. Nhưng cái đấy thì rất là nhiều anh em đã làm video là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quỳ tím, là cái quỳ tím là khi nước bọt anh em bắn vào nó sẽ bị đổi màu, thậm chí là nước bọt của anh em vào nó sẽ bị hỏng máy. Thế nên là cách test áp suất của những chiếc iPhone này nó rất là nguy hiểm, là khi áp chiếc iPhone này nó không có cách test áp suất giống như trên những chiếc Sony hay trên chiếc Samsung ấy. Nên anh em dùng một cái phần mềm ngoài này, mình biết thật anh em à, phần mềm ngoài này không bao giờ tin được một cái gì cả, đúng không? Đấy, tí nữa mình nói một cái ngoài nữa cho anh em biết. Đó, cái này không giờ được luôn. Từ iPhone X trở lên là chúng ta sẽ không dùng được áp số kế này nhé. Thế là rất là nhiều anh em lại bây giờ đi mua những chiếc máy này đã dùng áp số kế. Anh không còn một chiếc Pro Max nào để mình test cho anh em biết. Anh em có thể mua một chiếc Pro Max này anh test, anh em cài thử mà xem, cũng không test được áp số kế đâu. Đấy, áp số kế đã dừng ở trên iPhone, dừng ở trên iPhone X rồi, là không dùng được nữa rồi. Đấy, mình không hiểu vì sao. Đây nhá, mình đơn giản là mình có một chiếc Sony này, một chiếc Sony cùi bắp. Đây, mình đã cài phần áp số kế đây rồi. Đấy, đó là mình thử test áp suất của nó nhá, áp suất chuẩn của máy nhá. Và Sony bây giờ cũng có phần mềm đã test áp suất đúng không? Đấy, chúng ta ấn sao thăng 7378423 thăng sao này. Đấy, sau đó chúng ta vào phần test nhá. Vào phần test ở đây và chúng ta sẽ vào phần sensor này. À, chúng ta sẽ vào phần sensor nhá. Chúng ta có nhìn thấy không? Áp suất nhảy rất kinh luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn này. Mình sẽ lấy led lại cho anh em nhìn nhá. Áp suất của chiếc Sony nhảy rất kinh luôn. Đấy, bởi vì chiếc Sony là quần nguyên áp suất, em mình mở thử khai sim cho anh em xem. Mở ra nhá, mất áp suất nhá, là mình ấn nó không tác dụng luôn. À, cái này bị reset lại rồi. Nhưng khi cài phần mềm áp số kế và không tác dụng. Đây, mình có một chiếc Sony Samsung khác này. Samsung Note 9 rất là nổi tiếng, mình làm rất là nhiều video rồi đúng không anh em? Đấy. Rất tiếc chiếc Sony kia bị tháo sim, hàng của Nhật, tháo sim nó phát là reset lại luôn. Đây anh em có thể nhìn nhá, mình test áp suất đây nhá. Anh em có thể nhìn thế này, 1017 nhá, ấn này. Đấy là nhảy lên 8 chưa? Đấy, là áp suất còn nguyên nhá. Nhưng khi cài phần mềm áp số kế vào nhá. Android có áp số kế mà. Đây, áp số kế này. Đây, anh em thì cũng là 1017 nhá, chuẩn như ở bên trong cài đặt đấy luôn, nhưng mà chúng ta ấn này. Đấy, mình ấn đau của tay này. Đấy, chúng ta có thể nhìn đâu, nó không hề nhảy lên một chút nào luôn. Đấy, thì liệu anh em có tin được cái phần mềm này hay không? Một cái sai lầm của anh em rất là nhiều, anh em rất là nhiều, mình đã tiếp anh em rất là nhiều bởi vì anh em cứ tin cái phần mềm áp số kế này, mặc dù nó là một cái phần mềm ngoài, nó không có cái hãng nào nó chứng nhận là cái phần mềm này là hãng người ta cho phép mà nó chạy cả, nhưng anh em vẫn tin. Đấy là cái sai lầm thứ ba của anh em, và cái sai lầm mình cảm thấy là rất là nghiêm trọng tiếp nữa, đó là cái sai lầm tin vào những app ứng dụng, tin vào những cái trang web để test email. Đó, cụ thể nhá. Đây, mình sẽ cho anh em biết và mình sẽ hướng dẫn anh em cách test làm sao cho chuẩn, đúng là kích hoạt ngày nào luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ kết nối một chiếc máy vào wifi và bây giờ chúng ta sẽ copy cái email lại đúng không? Đây, email đây nhá. Mình sẽ copy lại này. Đây. Và chúng ta sẽ vào trang web, rất là nhiều anh em dùng cái cách này luôn. Check iPhone. Đấy nhá. Và rất là nhiều anh em, cái này mình video nào mình nói luôn, nhưng rất là nhiều anh em vào đây. Đây, một cái trang như này. Một cái trang như này nhá. Đây anh em có thể nhìn này. iUnlocker.net này. Đấy, anh em có thể test ở cái trang này. Copy email hoặc serial number của mình vào đây và sau đó check rất là đơn giản đúng không? Hay là cái trang này. Đây, cái trang email 24 này. Rất là nhiều trang người ta làm, rất là nhiều trang ở anh em check miễn phí. Đấy, là trang này anh em cũng check này. Và cái trang này nó cũng có thể thông báo được cho anh em biết là cái thời gian kích hoạt nó bao nhiêu lâu. Và nó có thể thông báo được cho anh em biết là cái máy này là máy lock hay quốc tế. Nhưng mình phải nói thật anh em nhá, cái này nó không làm miễn phí cho anh em đâu. Nhưng mà tại sao anh em phải check miễn phí đúng không? Bởi vì là cái trang này là cái trang nó sẽ siêu tầm lại những cái email của anh em. Trong trường hợp anh em mà dùng ấy mà anh em không đăng nhập iCloud ấy, thì cái email đó là một cái email rất quý giá đối với những người ta phát triển cái trang web này. Bởi vì là người ta sẽ bán lại cho những người dựng máy. Khi người ta có được cái email của anh em là cái email chuẩn của Apple, và người ta sẽ dựng lên một con máy có email giống y con máy của anh em luôn. Và trong trường hợp nào đó mà người ta bán được con máy đó và những người dùng sau người ta sẽ đăng nhập iCloud vào đấy và anh em lại không đăng nhập iCloud, thì cái máy của anh em sẽ dính iCloud ẩn. Đây là chuyện quá bình thường nhá. Chính vì thế là cái trang web này nó không hề miễn phí một chút nào và rất là nguy hiểm như vậy. Chúng ta chỉ lên check một trang web duy nhất. Đó là trang web của Apple này, chúng ta có thể nhìn thấy này. Check của Apple này, đấy. Là trang web duy nhất là chúng ta có thể check được đúng cái hàng của Apple hay không. Đó đúng không? Đấy, cái sai lầm là mình thấy anh em rất là nhiều anh em dùng bị cái sai lầm này luôn. Mà anh cứ dùng cái trang web, một cái trang web rời ơi kia là chúng ta dùng. Đấy. Đấy, mình sẽ check thử cho anh em xem. Và cách check này là cách check cơ bản nhất mà mọi người hay dùng.
rất là nhiều người dùng cái trang này, trang của Apple này, và là chuẩn nhất. Nhưng mọi người lại không biết cách check cái trang này, nó chỉ thông báo là đúng hàng của Apple thôi. Còn bảo hành nó sẽ thông báo là còn bảo hành, và hết bảo hành nó sẽ thông báo là hết bảo hành. Nhưng mọi người sẽ không check được là thời gian kích hoạt là bao nhiêu lâu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em mình có một cách nha. Anh em chú ý xem, mình sẽ làm anh em cách check là trang này còn bao nhiêu lâu cho anh em. Đây. Đây, cách đó cũng rất là đơn giản và cũng dùng trang chủ của Apple luôn. Và chúng ta sẽ biết được thời gian kích hoạt của nó là bao nhiêu lâu. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này, chiếc máy này là còn bảo hành nhá. Đấy, là tháng 4 đến mùng 4 tháng 8 năm 2020. Đấy, chúng ta mình vừa cho xem. Anh em, cái máy còn bảo hành này sẽ còn pin 100%. Đấy, bởi vì nó mới sử dụng thôi. Bởi vì mới kích hoạt mùng 4 tháng 8, mùng 5 tháng 8 năm 2019. Và đây đã bảo hành đến mùng 4 tháng 8 năm 2020, đúng không? Nhưng với những chiếc máy mà không còn thời gian kích hoạt, chúng ta sẽ không biết thời gian kích hoạt như nào. Thì có một cách rất đơn giản. Cách này thực ra là mình cũng không biết, nhưng mà bạn khách hàng của mình vào bạn test cùng với mình và mình bạn đã chỉ cho mình. Mình thấy khá là hay. Đó là chúng ta sẽ đăng nhập iCloud chúng ta vào đây nhá. Chúng ta sẽ đăng nhập cái iCloud của chúng ta vào trong cái máy đi. Chúng ta đăng nhập cái iCloud, sau khi đăng nhập xong ấy chúng ta cứ bật cái tìm iPhone như bình thường nhá. Chúng ta bật hết cả cái tìm iPhone như bình thường. Đó. Chờ đăng nhập xong, chúng ta sẽ vào luôn là cái Safari nhá, xong là chúng ta vào cái trang web chủ Apple, trang chủ Apple ấy. Nên chúng ta ấn là My Support nhá. My Support Apple, chúng ta có thể nhìn thấy này, My Support Apple này. Đó, chúng ta ấn vào đây này. Đấy, sau đó chúng ta đăng nhập cái tài khoản, nó sẽ hỏi đăng nhập, và đây là mình đăng nhập sẵn rồi. Nó sẽ hỏi cái tài khoản là chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản iCloud và chúng ta vừa đăng nhập vào cái máy nó vào ấy. Đấy, và sau đó chúng ta chọn cái thiết bị mà chúng ta vừa đăng nhập, thì bao giờ nó nằm ở phần dưới cùng. Ở đây thì mình đã dùng vài chiếc máy rồi đấy, thế là thành ra là nó sẽ nằm ở phần dưới cùng. Mình có đang dùng một chiếc iPhone X này, một chiếc iPad, một chiếc iPhone 5, và đây là chiếc iPhone XS Max mà mình đăng nhập vào. Thì chúng ta sẽ ấn vào đấy nhá. Đây, chúng ta ấn vào đây để chúng ta sẽ xem vào cái thời gian kích hoạt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, thời gian kích hoạt là mùng 5 tháng 8 năm 2019. Đó, cái máy này nó còn bảo hành ở trên app trang chủ Apple rồi, nhưng chúng ta check bằng cái trang này là chúng ta cũng có thể xem được nhé. Đây, mình sẽ có một cái chiếc máy mà mình hết bảo hành ở đây này. Đấy, chứ không phải là anh em lại cứ tưởng là nó hết bảo hành thì nó mới check, nó không check được nữa, nhưng hết bảo hành chúng ta vẫn check được bình thường. Đó là cái trang này là cái trang chủ của Apple luôn. Thế để check cái trang này nó là yên tâm nhất. Còn cái việc mà check mà lock hay quốc tế thì mình cũng nói cho anh em rồi, nó không có trang nào để chúng ta check đâu. Đó, chúng ta chỉ check thực tế là như nào thôi, đúng không? Thế nhá, mình lại đăng nhập lại cái tài khoản iCloud của mình vào đây nhá. Đây, chúng ta khi sau khi chúng ta đăng nhập vào, chúng ta quay lại cái điện thoại cũ chúng ta xem được, chúng ta không cần vào trang ấy nữa được. Đấy nhá. Mình sẽ quay lại đây một chút, sau nó sẽ load thêm một chiếc iPad Max nữa, là hai chiếc. Đây, mình chờ, mình sẽ đăng nhập lại nhá. Ok nhá, mình sẽ load lại nhá. Đây, sau khi chúng ta load xong nó thêm một chiếc iPad Max nữa nhá, và mình ấn vào đấy nhá. Thì chiếc máy này của mình kích hoạt là ngày 10 tháng 10 năm 2018. Đó là chiếc máy mà mình đã hết bảo hành này. Chính vì thế mà pin của nó chỉ còn có 93 thôi, đúng không anh em? Đấy, kích hoạt từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 cơ mà. Có nghĩa là một năm rưỡi. Đó, chiếc máy hết bảo hành này. Và chiếc máy còn bảo hành như thế này là mình sẽ còn 100% pin. Đó là cách check thời gian bảo hành hay là cách check thời gian kích hoạt. Nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà rất là nhiều anh em sai lầm khi check là trên những trang web ngoài. Trên những trang web ngoài là chúng ta rất dễ bị dính ai cái nào ẩn. Cái chuyện đó là chuyện rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nhiều cách check của anh em rất là nguy hiểm luôn nhá. Mình sẽ nói lại một lần nữa là anh em có những cái sai lầm như nào nào. Cái sai lầm đầu tiên là anh em quá quan trọng cái vấn đề hình thức đối với những chiếc máy iPhone 7 Plus đổi lại. Với những chiếc máy cũ mà anh em đi mua, chúng em quá quan trọng hình thức. Rất dễ dính phải cái gì? Rất dễ dính phải những cái máy đã bị thay vỏ. Mình nói thật với anh em ấy, có những anh em có kinh nghiệm đến mấy đi nữa ấy, thì nhìn bên ngoài cũng không thể là phân biệt được cái vỏ xịn hay vỏ đẹp. Chỉ có tháo ra bên trong ấy thì là chúng ta có thể xem được. Nhưng rất là nhiều anh em nói với mình là ô cái ông này ông test cái kiểu này làm gì, cứ tháo ra mà xem. Có phải là cửa hàng nào cũng cho anh em tháo đâu, đúng không anh em? Có phải cửa hàng nào người ta cũng cho anh em tháo ra anh em xem đâu. Thế nên ấy là cái đơn giản bên ngoài chúng ta đi mua, chúng ta lên chọn máy cũ là phải cũ, không lên mới quá nhá. Không lên mới quá rất là nguy hiểm. Còn chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một con trôi bảo hành này, hay chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua con máy CPU này, hay chúng ta bỏ tiền hẳn mua hẳn máy mới đi, thì cái việc chúng ta đổi hỏi máy mới là chuyện bình thường nhá. Nhưng iPhone 7 đổi lại bây giờ gần như không có đâu, thế nên chúng ta không nên quan trọng quá máy mới. Thứ hai là chúng ta quá quan trọng về pin, cứ về 100% chúng ta mới mua, rất dễ dính vào cái hàng thay pin. Đó, chúng ta rất dễ dính vào hàng thay pin nhá. Nếu mà chiếc máy đó là máy trôi bảo hành này, máy CPU này, hay là máy mới kích hoạt thì ok, có thể pin là 100%. Cái việc là chúng ta có thể yêu cầu cửa hàng người ta cắm máy tính cho chúng ta xem là sạc được bao nhiêu lần nữa, đấy là điều bình thường. Nhưng chúng ta nên lưu ý là chúng ta không nên quá kỳ vọng về vấn đề là máy đã dùng hết bảo hành rồi. Như một chiếc XS Max ở đây của mình nhá, đã dùng hết bảo hành rồi,
mà pin còn 100%. Đấy, chiếc máy này chỉ pin còn 96 thôi, bởi vì nó kích hoạt từ ngày 18 tháng 10 năm 2018. Ngày mình không nhớ lắm, đây ngày 10 tháng 10 năm 2018. Thế nên là làm gì còn chuyện mà pin nó là dùng hơn gần năm rưỡi rồi, làm gì còn chuyện là pin 100% đúng không anh em? Pin zin của nó là phải chai và còn 96% như mình nói đây cho anh em. Đó, một chiếc XS ở đây của mình. XS thực ra cũng XS Max. Nhưng mà pin bây giờ chỉ còn 8 mấy% bởi vì người ta dùng rất là nhiều rồi, đấy mới là chuẩn. Đấy là pin zin theo máy nhá. Vấn đề tiếp theo là anh em rất kỳ vọng vào cái phần mềm áp cái số. Đây là vấn đề thứ ba anh em sai lầm, kỳ vọng phần mềm áp cái số. Và trong khi áp cái số chỉ dùng được iPhone 7 thôi. iPhone 7 thôi, iPhone 8 thì mình cũng không biết là có dùng được không nhỉ, mình không nhớ lắm. Nhưng chắc chắn một điều là iPhone X trở lên là sẽ không dùng được nữa. Chúng ta quá kỳ vọng cái phần mềm áp cái số, thế thành ra chúng ta rất dễ không chọn được máy, bởi vì là gần như là iPhone XS Max trở lên là không dùng được áp cái số rồi. iPhone X trở lên là không dùng áp cái số rồi. Đấy là cái vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là anh em hay check ở trên những trong web mà anh em có thể dẫn đến cái việc anh em bị ai cả luận. Anh em không bị ai cả luận, nhưng cái máy đấy anh em không mua vào cửa hàng đó, người ta không nhập ai cả luận thì người ta cũng dễ bị dính ai cả luận. Đấy là thiệt hại cho người ta, thiệt hại cho một cái cửa hàng. Thế nên anh em mình có thể check ở trên trang web của mình nói như bây giờ đúng không? Còn cái vấn đề mà anh em lo ngại vấn đề máy lock ấy, ở một số trang web kia nó có báo thử máy lock hay không ấy, thì thực sự là không có đâu. Bởi vì bản thân bên mình đã phải bỏ tiền là khoảng 70-80 nghìn để mình mua một lần kiểm tra máy bị lock hay không thế. Thì bằng cái tính thực tế đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra đến những chiếc máy mà đã có hai sim vật lý như những chiếc máy XS hay XR trở lên ấy, thì chắc chắn 100% đấy là những chiếc máy quốc tế anh em nhé, những chiếc máy có hai sim vật lý 100% là quốc tế. Còn những chiếc máy mà có sử dụng eSIM như những chiếc máy của thị trường Mỹ đấy nhá, đấy là đây nó có một cái eSIM là bao giờ chúng ta cũng thể dùng được hai sim, thì có một cách là chúng ta lên chuẩn bị một cái eSIM là tốt nhất. Đây thì mình sẽ có một cái eSIM, mình đã có một cái eSIM và bao giờ mình cũng để test máy rồi đấy nhá. eSIM là cái sim gì đấy, anh em cũng biết đó, eSIM là sim điện tử, là một cái dạng barcode như này và sẽ nạp vào cái sim nằm trên máy này, sim kỹ thuật số này. Đấy thì mình sẽ kiểm tra luôn xem cái máy đó là có dùng được eSIM hay không. Nếu mà dùng eSIM thì khẳng định với anh em là 100% là quốc tế luôn. Đấy, anh em có thể nhìn ra loát không? Đấy nhá, anh em có thể nhìn ra loát nhá. Đấy, nó rất là lâu bởi vì bây giờ nó đang dò mạng. Đấy và nó báo là có một gói cước di động của Viettel đang có sẵn. Đấy, cùng xem này. Như thế này là chúng ta chắc chắn một điều, đây là một chiếc máy quốc tế nhá, bởi vì nó kích hoạt eSIM đây. Vì là thực sự bên mình không có máy lock, thế là thành ra cũng rất là khó có thể làm cụ thể để cho anh em xem được. Nhưng mà nếu trường hợp máy lock, anh em cứ lưu ý là chúng ta sẽ không kích hoạt được eSIM. Đấy đối với những chiếc máy từ XR trở lên. Còn chiếc máy iPhone X thì không có đâu nhá. Cho iPhone X thì chúng ta chỉ có format thôi. Format Restore. Đây, chúng ta chỉ có vào phần cài đặt này. Chúng ta đặt lại, bởi vì cái này mua máy thì bao giờ anh em rất là quan trọng cái việc này. Chúng ta đặt lại nhá. Chúng ta đặt lại này. Xóa tất cả nội dung của cài đặt này, tổng 2 này. Chúng ta xóa iPhone đi. Thì cái việc này chúng ta sẽ biết là nếu không kích hoạt được SIM ấy thì nó là máy lock. Và cái thứ hai là chúng ta có biết ai cả lock ở đấy không. Cái bước này rất quan trọng là chúng ta đi mua máy bao giờ chúng ta cũng sẽ phải làm. Còn những bước sai lầm kia thì anh em hy vọng anh em sẽ tin mình và anh em sẽ bỏ qua những bước đấy. Đấy, thế nên là hôm nay mình chia sẻ với anh em về vấn đề là như thế thôi. Anh em thấy hay thì anh em cứ chia sẻ cho mọi người khác cùng xem để mọi người biết để tránh xa những vấn đề sai lầm mà anh em đã test phải như mình đã nói nhá. Và nếu anh em thấy hay thì anh em cứ cho mình một like, anh em cứ subscribe kênh YouTube của mình thì mình sẽ đưa thường xuyên những cái video kiểu như này cho anh em xem luôn. Rất là yên tưởng như vậy. Còn bên mình thì bên mình có bán máy nhá. Để mua máy bên mình thì đơn giản thôi. Anh em có thể vào website là msm.vn đặt hàng trên đấy. Hoặc anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 02562 6789 nhé, cửa hàng bên mình tại 170 Lạch Tray nhá. Anh em có thể qua đây để xem trải nghiệm máy trực tiếp để mua luôn. Đây bên mình thì có ship COD toàn quốc cho anh em. Khi nào nhận được máy anh em phải thanh toán và bên mình sẽ bảo hành. Chỉ có một đến một thôi. Có nghĩa là bên mình chỉ lỗi anh em, bên mình chỉ có đổi thôi chứ mình không sửa chữa gì cả. Thế không mất thời gian anh em phải chờ đợi một cái gì cả. Nếu anh em ở xa cứ gửi máy cho mình nhận được máy kiểm tra có lỗi mình sẽ đổi luôn cho anh em khác. Thậm chí nhá, nhiều trường hợp anh em kêu là không tiêu dùng thì mình sẽ vẫn đổi cho anh em, hỗ trợ cho anh em 45 ngày như thế nhá. Đó đơn giản vậy thôi. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em nhá.